Ở nước tôi á, được mệnh danh là thiên đường Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nó được cai trị bởi Đảng Cộng sản Việt Nam, một cái đảng độc tài, độc ác. Vì thế nó xảy ra hàng ngàn cái vấn nạn, hàng ngàn cái vấn nạn, mà những cái vấn nạn rất là kỳ lạ mà chúng ta không thường thấy ở trong những cái xã hội Tây phương. Nó chỉ xảy ra ở Việt Nam thôi. Nó lạ lùng lắm thưa quý anh chị em. Thì hôm nay á lại có một cái vấn nạn mà chúng ta thấy rất là kỳ lạ. Theo tin tức á, thì một nam sinh ở Cà Mau, ở trường Trung học phổ thông Cà Mau, bị điểm 0 do ngủ quên trong giờ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bộ Giáo dục Đào tạo đã nói gì? Thì hôm nay TV 256 xin giới thiệu với quý anh chị em một Facebooker, đó là có cái tên là Châu Đoàn nha. Châu Đoàn hay Đoàn Bảo Châu đó, võ sư Đoàn Bảo Châu. Thì TV256 rất quý mến gọi là anh Đoàn Bảo Châu. Ảnh chuyên môn là đưa ra những cái đề tài rồi là nói về những cái vấn nạn đang xảy ra tại Việt Nam. Và đối với một cái chế độ mà cộng sản mà độc ác, độc tài như vậy đó, đây là những cái trường hợp là phải nói là hiếm có, là có một số người rồi là họ thẳng lưng, họ lên án những cái vấn nạn đó đã xảy ra ở Việt Nam. Ở trong khi đó thì chúng ta được biết rằng là vì cái chế độ nó quá độc ác, độc tài, thành ra hàng ngàn người cũng không lên tiếng, mà có một số người dám đứng thẳng lưng để mà lên tiếng. Còn đa số thì họ an phận. Họ không muốn người dây dưa với cái nhà cầm quyền cộng sản, tại vì nó quá độc ác. Thành ra Channel TV256 rất là yêu thích rồi là Facebooker rồi là Đoàn Bảo Châu. Và hôm nay Channel TV256 giới thiệu với quý vị về cái người mà gọi là thẳng lưng, dám gọi là lên tiếng về những cái vấn nạn gọi là nhức nhối của xã hội. Lần trước thì anh Đồng Bảo Châu đã từng lên tiếng về cái vấn đề mà học sinh mà lớp 10 nhảy lầu tự tử. Thì lần này đó thì quý anh chị em biết, ở Cà Mau xảy ra cái vụ mà một nam sinh gọi là ngủ quên trong giờ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và hôm nay thì Channel TV256 cũng cho quý vị coi đó là cái Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận xét về cái vấn đề này như thế nào nhé. Mời quý vị nghe nha. Liên quan tới vụ học sinh giỏi bị điểm 0 môn tiếng Anh do ngủ quên trong giờ thi tốt nghiệp, dư luận đã đặt ra nhiều nghi vấn xung quanh vụ việc. Mới đây, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau tìm hiểu và sớm báo cáo đến Bộ. Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau tìm hiểu và thông tin cụ thể về trường hợp một thí sinh bị điểm liệt, không làm bài môn tiếng Anh do ngủ quên trong phòng thi. Đồng thời yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau sớm báo cáo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo về sự việc. Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Quản lý Chất lượng chia sẻ, ông Phong cho biết thêm, chúng tôi yêu cầu các giám thị còn lại làm bản tường trình về sự việc để có cái nhìn đa chiều. Theo thông tin từ địa phương, phòng thi này có thêm một số em cũng ngủ trong giờ làm bài, không chỉ riêng mình thí sinh HNT. Quý anh chị thấy tại sao nó lạ lùng không? Những người học sinh mà họ đã làm gì mà họ đến trường là họ ngủ quên?
Mà ngủ ngủ quên thì thầy giáo vẫn là để cho học sinh ngủ thôi. Nó lạ lùng không quý vị? Về vấn đề tại sao trong phòng thi khi có thí sinh ngủ trong giờ làm bài nhưng giám thị không nhắc nhở, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng điều này cần xác minh thêm để trả lời chính xác. Tuy nhiên nhận định ban đầu có thể do thầy cô nghĩ gần hết giờ và các em đã làm xong nên gục xuống bàn để chờ tới giờ nộp bài. Liên quan đến vụ việc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 vừa qua, thí sinh HNT học sinh trường trung học phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển đã ngủ quên trong giờ thi môn tiếng Anh nên bị điểm 0. Tổng điểm các môn thi của T 50,22 điểm, cụ thể môn toán 8 điểm, ngữ văn 7,75, vật lý 9,5, hóa học 9, sinh học 6,75, khoa học tự nhiên 8,42. Được biết T là học sinh giỏi nằm trong đội tuyển vật lý của trường. Với học lực của T, nhiều thầy cô nhận định em thừa sức đậu đại học. Thí sinh T kể, sau khi nhận đề em làm nháp và tờ đề thi, sau khoảng hơn 15 phút thì em làm được khoảng hơn 40 câu. Khi giám thị gọi dậy nộp bài thì em mới biết mình ngủ gục. Lúc này phần trả lời không có gì hết. Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau cho biết thời gian đầu thí sinh HNT làm bài rất tập trung. Trong phòng thi cũng không riêng thí sinh T gục xuống bàn, không xác định có ngủ hay không, nên cán bộ coi thi cứ ngỡ là thí sinh này đã làm bài xong, chờ hết giờ để nộp bài. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau nói, việc thí sinh gục xuống bàn đến 40 phút hay bao lâu thì cũng không thể xác định được thời gian chính xác và theo quy chế giám thị không được tiếp xúc gần thí sinh. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau khẳng định hai cán bộ coi thi đã thực hiện nhiệm vụ được phân công tại điểm thi đúng quy định của quy trình. Đúng quy định của quy trình nha. Cái quy trình đó là giám thị không được đến gần thí sinh đó, nên lấy cái điều đó đó mà nó không có đánh thức cái thí sinh ngủ, trong khi cái thí sinh đó là người rất học rất là giỏi. Thành ra bây giờ điểm không cái môn tiếng Anh rồi làm sao mà đậu được để tuyển vào đại học cao đẳng được. Mà quý vị thấy không, một cái vấn nạn mà nó kỳ lạ là giám thị là thầy cô mà tại sao đối xử với em mà theo cái quy định của Bộ Giáo dục, quy định của Bộ Giáo dục là sợ rằng cái ông mà lo vấn đề thi cử đó đó mà ổng mà đánh thức các em là giống như là ổng gọi là giải cái toán cho các em, hay là giải về chỉ dạy các em trong cuộc thi vì coi như là gian lận đó, thành ra không được gần các em. Bộ Giáo dục đưa ra như vậy và họ cứ theo cái quy định đó mà họ làm, dù các em ngủ trong lớp cũng cũng không có phải đánh thức các em nữa. Lạ luôn nhé, mà biết bao nhiêu trường hợp các em đã ngủ gục trong lớp. Mình không biết rằng các em đã làm gì mà sau cái giờ học đã làm cái gì, đi bán vé số hoặc là đi làm việc dưới tuổi tuổi mà vị thành niên đó, đi làm việc gọi là bóc lột sức lao động của mấy cái hãng ở Việt Nam đó, hay gọi là mướn những đứa trẻ vị thành niên đó để mà bóc lột sức lao động của các em. Thành ra các em đến trường thì mệt quá thì phải ngủ, mà ngủ thì lại là bị điểm không, dù là em đó học rất là giỏi, cái em mà hát MT này rất là giỏi mà lại bị điểm không. Thành ra nó đưa ra thành ra tin tức đưa ra như thế, và cơ sở giáo dục và đào tạo lên tiếng là nói rằng là các thầy làm đúng quy trình, thành ra cứ đợi các em rồi là ngủ đi không sao, đúng quy trình mà. Thì quý anh chị em thấy Channel TV 256 muốn giới thiệu với quý anh chị em là anh Châu Đoàn. Anh Châu Đoàn là anh Facebooker Châu Đoàn, tức là Đoàn Bảo Châu, một võ sư Đoàn Bảo Châu, và Channel TV 256 rất là quý trọng một người này và giới thiệu với quý vị em nghe cái bài viết của anh Đoàn Bảo Châu nha. Mà TV 256 thì không có khả năng mà sức khỏe nữa để mà đọc, thành ra TV nhờ chị Google đọc giùm nha, quý chị em lắng nghe nha.
tuân thủ quy chế hay sự vô cảm, hèn nhát, thậm chí là ác độc. Tuân thủ quy chế hay sự vô cảm, hèn nhát, thậm chí là ác độc. Việc một học sinh giỏi, lớp chuyên ở Cà Mau bị không điểm môn tiếng Anh do ngủ quên mà giám thị cứ để mặc khiến tôi thấy phiền lòng. Một nhà báo, nhà thơ khác tôi không muốn nêu tên bởi không muốn công luận hiểu lầm là tôi ném đá cá nhân, bênh vực hành vi của giám thị và lý luận rằng nếu đánh thức thí sinh dậy thì phe đối lập có thể sẽ tấn công bởi vi phạm quy chế. Vị này cũng nêu ví dụ về việc người cứu nạn nhân tai nạn giao thông bị kiện oan ra để hỗ trợ cho quan điểm của mình. Với tôi, hành vi của giám thị và sự bênh vực của vị nhà thơ, nhà báo kia chỉ bộc lộ sự hèn nhát trong con người của họ. Tôi tự hỏi, nếu cậu bé kia là con em của họ thì họ có tuân thủ quy chế một cách máy móc như vậy không? Đây là một việc hết sức bình thường. Có thể nói là rất an toàn mà họ ứng xử như vậy thì vào một tình huống khác khi chứng kiến một người yếu thế bị đánh đập giữa đường, chắc chắn họ sẽ xón đái ra quần mà chạy thật xa. Nếu mấy người này làm cảnh sát giao thông, công an thì chắc sẽ lại giống như những tình huống mà công luận được xem thấy người bị đâm giữa đường phố. Cảnh sát giao thông cứ đứng nhìn hay gọi điện thoại ra gọi cấp trên xin ý kiến chỉ đạo. Tôi viết đây với hy vọng mỗi người chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình một cách ứng xử khi chứng kiến những trường hợp tương tự. Không thể vin vào quy chế hay sự an toàn của mình để mặc người khác rơi vào hoàn cảnh khốn khổ. Tình huống trong phòng thi thì dễ rồi. Bởi tôi tin rằng không có quy chế nào lại đi kỷ luật giám thị chỉ bởi đánh thức một thí sinh ngủ quên. Tôi tin rằng đa phần mọi người sẽ chọn cách đánh thức cậu bé ấy dậy. Mà là con người thì nên hành động theo con tim của mình chứ lấy cái quy chế úp lên đầu mình một cách máy móc và vô cảm để mặc một cậu bé mất cơ hội một năm. Với bao buồn đau thì là dạng đáng bị coi thường. Còn khi gặp người bị tai nạn giao thông thì nên rút điện thoại ra quay mấy phút đầu để làm bằng chứng. Gọi thêm người đi đường để làm nhân chứng trước khi cứu người. Thấy người khác bị hành hung thì nguy hiểm hơn, không làm gì được thì ít ra cũng la hét kêu gọi mọi người tới giúp. Việc này không có đúng sai. Mấy người chọn cách an toàn cho họ đấy là cách đúng với họ, bởi đấy là cái đúng của những kẻ hèn nhát vô cảm. Còn bạn, bạn là ai? Cái đúng của bạn là gì? 485. Cảm ơn quý vị đã nghe cái phần trình bày của bài viết của Đoàn Bảo Châu nha, cánh Đoàn Bảo Châu. Thì mà cá nhân Channel TV 256 thấy rằng đó, chỉ có gọi là tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam thì mới làm giàu cho đất nước thôi. Ngoài ra cái chủ nghĩa cộng sản, đảng cộng sản Việt Nam chỉ là toàn là cái phường phá hoại đất nước, làm nghèo, làm khổ đất nước, mới xảy ra hàng ngàn vấn nạn như thế này. Hàng ngàn vấn nạn mà cả thế giới không có, nó xảy ra ở Việt Nam là do cái chủ nghĩa cộng sản, do cái sự cai trị của những tên cộng sản, những tên gọi là Việt Cộng. Người Việt Nam đi khắp nơi trên toàn thế giới, người Việt Nam biết rất rõ chỉ có tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam thì cái đất nước mới giàu mạnh, người dân mới hạnh phúc được. Người ta biết rõ điều đó. Nhưng mà mấy chục năm qua, từ ngày mà Sài Gòn bị sụp đổ, chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị sụp đổ, đến bây giờ đất nước như thế nào? Đất nước đã đi xuống dưới bùn đen á. Con người Việt Nam nghèo khổ như thế nào? Mà biết bao nhiêu người ở hải ngoại, người ta biết rất rõ, chỉ có tự do, dân chủ, nhân quyền thì mới là người dân mới giàu có và hạnh phúc thôi.
nhưng mà nó không bao giờ nó chịu thay đổi. Ừ. Đâu, người ta nói mà cái thằng mà Nguyễn Nguyễn Phú Trọng đó, nó sẵn sàng nó đạp điều lệ đảng để mà nó tiếp tục nó làm tổng bí thư. Bởi vì channel TV256 có nói rằng là cái thằng này đó là nó thằng cộng sản cuối cùng đó. Nó là thằng cộng sản cuối cùng, thành ra nó nghĩ rằng là chỉ có nó làm tổng bí thư thôi thì nó mới giữ được cái đảng cộng sản thôi. Nó rất là sợ những cái người mà có khuynh hướng gọi là chệch hướng, thành ra nó tiếp tục nó làm tổng bí thư. Người ta gọi nó là con khỉ Trường Sơn, mà nó sẵn sàng nó đạp luật lệ, mà nó theo cái luật rừng của luật luật khỉ đó. Luật rừng Trường Sơn nó thành ra nó vấn nạn mà kỳ cục như vậy đó. Đây là những cái mầm non của đất nước mà đến trường là cứ ngủ thôi, đến trường lớp đến cuộc thi là cứ ngủ thôi, mà ngủ rồi cũng chẳng ai là đánh thức đó, để cho em phải phải gọi là không được vào đại học nữa. Những cái chuyện nó rất là thương tâm. Một năm sau mới là thi lại nữa, coi như em này mất hết một năm rồi, làm sao mà chịu đựng nổi những câu chuyện mà kỳ quái như thế này, tức chứ. Lần trước là mình thấy đã khó chịu lắm rồi, một học sinh mà học lớp 10 mà nhảy lầu tự tử rồi chết chết oan uổng không, trong khi thì người cha thì muốn là học sinh phải học bài. Những cái vấn nạn mà nó kỳ quái như thế này mà tại sao cứ tiếp tục xảy ra ở Việt Nam? Tại vì cái chế độ độc ác độc tài cộng sản thôi, cái nguyên do nó nằm ở điều đó. Rồi, TV256 cũng cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe.